con này xong rồi nha. Tối ô nhưng mà thêm mấy cái đèn xung quanh nữa. Đi nha chị. Đi đã cho nó cầm tí cho con này cầm đèn. Đốt lửa chạy xung quanh ấy. Sáng lên những con xung quanh sáng mà chỗ này cứ ông này mình càng cẩn thận nữa. Để con Mario cầm cái đèn. Nhiều quá rồi. Cái mía này trồng khi mía đất nào thì được. Test tất cả loại đất luôn. Test 3-4 loại rồi. 3-4 loại đất màu, đất này, đất khô này, đất không trụ, cái mía. Đất mùa, đất bạc, nát uống dễ như mùa. Đường nước thì mới có không. Cái thanh siêu đẹp của chị cái này đúng không? Màu trắng trắng. Chị không biết chắc nào chậm. Cái thanh màu trắng trắng. Thanh siêu đẹp. Thanh siêu đẹp chị. Tên là thanh em.
đèn linh hồn.
Chặt chặt mà lấp lấp nói xấu. Người yêu thì đừng tư vấn. Mẹ ơi, có người yêu tư vấn, người chuẩn có người yêu tư vấn. À thế à?
Rồi, anh có một tí hả lộn. Tình trên anh mà. Rồi, em không làm nữa rồi.
Nó uyêu tóc từ bao giờ không biết chết rồi Nguyễn Mỹ in em á mày gì không không hôm nay qua kể gì đâu mà em xem được vào không kiểu đang tập trung vào Pikachu đúng mỗi được ai đúng mỗi cái đuôi rồi chị ạ con này to lắm con này phải bằng cái nhà cao ốc tối để em đi đốt thêm bữa chạm. Em đã thấy tối lắm rồi, em không nhìn cái gì được. Thầy ấy. Ôi đẹp thế. Ôi đẹp dã. Đây chị xây phủ đi của chị. Em, được rồi, nhà. Ôi, trông đẹp vãi. Không để cái tin nhìn mãi buồn cái tranh này. Không có lành cả chị. Em đi ấy, đừng có những cái tranh nhá. Cực kỳ lệ hợp lý như đang đứng trước một cái nhà. Ừ, kiểu là mình xung mình đi. Độ căng tim luôn. Ban đầu em định cái con Mario này em định xây hai đầu. Xong à nhà ở trong nhưng mà thôi chỉ được hai đầu của lên. Nhưng mà cái Kiểu không biết tắt từ bao giờ này. Em chỉ cần đi phá thì mới dặn cây đấy. Của em gọi là cái thứ em chuyển thành đồ trọng rồi. Có bao nhiêu cây em phá hết. Mỗi người phá một cây. Cầu thang đi hơi khó nha. Em cho em cái
Thì nó
xem mạng đấy, xem mạng đấy, thêm cái tầng à đấy, hai tầng rồi nhở. Ồ ừ nhỉ, xem một cái xem mạng làm theo trên mạng mà ọc chát xếp rồi, con này to quá. Con này không biết được nữa, con thôi lắm. Em có 6 đứa bật điều hòa thì y như mùa giảm rồi á. Không, mùa hè thôi chị, kiểu đi làm nhưng mà cái chỗ làm nó lại gần nhà em hơn, hết tối chung á, sáng mới ngủ hết. Ở hai hôm em 5-6 đứa ngủ với nhau trên một cái giường. Ôi nằm nhá, sáng mai dậy nhá, đứa thì đau nách, đứa thì đau nách, đứa thì đau cổ, đứa thì đau vai, đứa thì không xoay được người, đứa thì đã nằm dưới đất rồi, còn em thì ép tường kiểu chật quá, cả đêm thì nằm một kiểu bật điều hòa, bật điều hòa thì tất cả 6 con thì 5 con lười, lạnh thì chả đi đâu dậy tắt, thế là cứ lắm. Quá rúm rúm hết cái kia, có mỗi một cái con trong cùng ấy thì nó không, nó lạnh mà nó không lười dậy. Nó bước qua người bọn em ấy mà cứ bước qua, tại làm sát nhau quá ấy, cứ hết dẫm được cái này dẫm được cái kia, dẫm một chân kêu á. Nhưng mà như thế vui nhỉ, kiểu trông sáu bảy thế thì có chuyện tệ lắm ấy. Ôi, nhưng mà mấy hôm mà nằm ngủ như thế toàn 4 giờ sáng mới ngủ thôi, tiếc lắm. Vui sáng mai gì? Dậy thời sinh viên được mấy đâu, bây giờ con chị muốn đi chơi qua đêm các thứ cũng không được, tại vì bây giờ hôm sau dậy mà đi làm thì đúng là kiểu đúng rồi khi này luôn. Thế là bây giờ chị chơi đến tầm 12 giờ bắt đầu đi ngủ rồi. Tầm 12 giờ chị đi làm rồi đấy. Như hôm qua kia thì mình bị hỏng hết, nhưng mà hôm vẫn ngủ sớm tại vì đi xe máy mệt quá. Thế là đến lúc em kể chuyện em bảo là cho tao xin bớt 5 phút cuối thôi, thế chúng ta bảo là tất cả lặng im nhá, không trả lời con hết nữa, không trả lời con hết nữa, nghe thôi, không trả lời nữa, trả lời rồi kế tiếp đấy. Lại đi đường nói chuyện khô cả môi vậy, không đi đường ngoài hơi buồn ngủ gì ạ, hết chuyện để kế rồi. Tại mưa ấy, mưa hôm nào em đi làm hôm qua. Đi hôm qua hôm kia. Kia mà toàn chị trong hôm mưa. Hôm qua thì đúng rồi, hôm qua chủ nhật đúng không ạ? Vâng, thứ bảy chủ nhật. Hôm qua chủ nhật chị cũng đi em chưa, bạn em một đứa đi kiếm hạt đẹp, bạn em có một thằng nhà họ Hà Nam này, cách cái chùa hiện tại có một cây thôi, đợt Tết vừa rồi nó rủ em về nhưng mà đến nhà họ có việc đột xuất nên không đi được. Sáng mai không có mấy.
Hôm trước em đi ăn với nhau cũng em phải ở nhà. Kiểu bây giờ nó có thì không được trêu, không thì sợ nó ngại nó lại không lên ở trên Hà Nội. Nó lại về quê nó thì cũng nóng rồi người. Dạ em mọi người có em thì mọi người trêu cũng được. Không mọi người cũng ai mà anh biết mà bây giờ có trêu không đâu. Nó chưa cũng sợ nó ngại. Em thì bình thường kiểu chơi em vẫn cười nhân răng này. Người ta đúng là kiểu người ta để ý vì người ta trêu, người ta mới trêu ấy. Nhưng bọn em cái anh mẹ mi về lưu chơi ấy thì cái chị kia chị phải kiểu như có việc ấy, thế là ở nhà có em với cả cô nữa, cái anh lớn tuổi trong nhà ấy. Thế là mình ở với vợ trẻ con ở trong nhà nên mấy đứa ít tuổi hơn, nên là xong rồi hai anh em chán quá là dẫn nhau đi lượn các phố phường ở Hải Dương xem có cái gì không, hay là tàu ở quán tạp hóa quanh nhìn đá ít cái cây cây ấy chị, cái cây cây mà thì cũng có giấy lá, thế là bà ấy ăn cái đấy xong rồi uống trà xanh không cũng không đi về. Xong rồi cái bé chị kia nghe thấy gì rồi biết sao rồi kia chưa đấy, thấy người ta bận rồi đi là lại đi hẹn hò. Này hết nước chấm ở thì vui thế đấy, nhưng mà cô động đến tiếng nào mà lại đầu đi làm thì còn có như giả ra chút. Từ trước sinh viên là cố cố lắm. Lại ngắm ra đây. Mưa này còn ngủ khác. Ngồi tại đây. Thật á? Em sợ không tạnh mưa, em ghét mưa lắm. Ủa, cái giường nó mới cân chị ạ, vì chanh nó mới cân. Thế này thì cái chanh mới nóc cháu cá vào nhau. Đấy thì nó mới đúng bốn ô luôn. Hay là chị cũng thử cái tivi à chị thế đi, thêm bốn ô có cân không? Không, thử lại. Không biết chị tiền các cái hình xong rồi chị ấn chanh. Xóa mấy cái hình bên ngoài đi. Em cho mấy cái cây hoa ở đây nhá, nó cứ bị rụng lá xuống này này. Đây, lá lá này đang bay này. Nhìn nó bay nhỏ nhỏ. Ui ạ. Như kiểu tuyết đầu tiên được chơi chơi. Nó to rồi. Đây cho cái lá hoa đi, hoa gì. Hoa treo treo ngược lên trên cành cây. Treo lắm. Cái hoa tên là gì ấy. Đây, đấy. Đấy, lá của nó bay đây đây. Đây, hoa này. Là treo ngược cánh cây không cần gì đâu, đang ngủ đúng không? Chị cũng được, mẹ treo ngược lên thì mới được. Ui, thôi em xem. Đây là vịt thứ 749 là được. Đấy, treo ngược lên. Hoa chuông, hoa chuông thì nó treo, thì nó mới dụng mấy cái bé này xuống kiểu trời cảnh gọi nên thơ các thứ đó. Ui. Phải phải trồng một cái gỗ này chị này, có cái gỗ thì nó mới vào luôn. 2, 4, 6. Đây là gỗ nào? Đây là gỗ. Chị cái gỗ này là chị ấy vào cửa sổ rồi nó chỉ treo một cái thứ như thế thôi chứ không treo cái gì đâu, chỉ gỗ bên dưới thôi. 2, 4, 6. Đây đúng rồi đấy, kiểu đấy. Thôi đúng rồi.
Thế ở cửa sổ đẹp ai? Không rồi. Thế chỉ để một cái tấm ở giữa thôi. Thử xem. Zoom. Thử đi ra. Mình đây mình là nhà. Ok đây đây. Nhà chị đẹp lắm. Thì làm cái chuẩn bị cái này cũng được nhá. Cô nó có một cả giá ngay xuống như này nha. Thì để Hàn Quốc á. Chưa ạ, cái gì mình cứ làm. Thank you.
Bây giờ chị thành 6 nhá. Bao nhiêu ạ?